Dạ rồi chị ơi, trời ơi quá đẹp luôn. Cháu cùng rồi. À, lúc em hát cùng mọi người thì vỗ tay nhé. Dạ vâng. Em sẽ bắt trước nè. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để Phan Mạnh Quỳnh cũng là một trong những cái giọng ca mà rất là khó hát đấy. Tôi lấy chưa giọng bão. Thế thì để cho em xin phép là em xem qua một chút lời, sau đó là em sẽ
và tôi cũng yêu em, đúng không? Em bởi vì bài này thì em chưa hát bao giờ. Đấy là thực sự là em chưa hát bao giờ bài này. Nên là nếu như mà trong trường hợp mà nó có vấp váp gì đó thì mong anh chị thông cảm ạ. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu đi cà phê buổi sáng, con đường ngâm lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm cánh cà và nhớ thương giấc ngủ không mộng mình, và tôi cũng yêu anh, và tôi cũng yêu anh, và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Tiếp một văn nghệ ở đây. Bạn năng khiếu ở cái môi trường. Chắc là năng khiếu của em là ở trên trên đường bận. Thế là năng khiếu của bạn có thể là giúp chị rót trà, cho trà luôn được rồi đúng không? Đấy, để đây chị. Em cũng nhà. Kiểu lâu lắm rồi mình được nghe hát mộng như này. Thật ra là có không gian mà nó có lại như thế này. Ủa, đúng không nào để chị mời? Đúng rồi, chị sẽ mời em làm, mà em được thì